Vậy trong trận đấu này thành viên nào sẽ bị gieo rắc đây? Đây các ông ạ. Đây rồi các ông ơi. Không thấy Moscow đâu cả anh em ạ. Ui, thanh niên này gọi là bây giờ đánh cẩn thận nhỉ. Đánh nó gọi là bó cẩn. Không biết ở đâu rồi. À đây. Ông ý ở đây, cứ từ từ bình tĩnh. Chắc là thằng người Moscow nghĩ là mỡ đi đánh nhau nhưng mà ôi rồi ơi, em chỉ thuộc về chàng mà thôi. Ok, đường dưới đánh nhau. Nhưng tôi lại không thấy có ông nào ở đường dưới cả. Khả năng cao có thằng nào ở đường trên. Tôi nghĩ thằng Moscow nó lẩn vẩn ở đường trên thôi anh em ạ. Ôi, dùng chấm than. Ôi, hello my friend. Má xạ thủ chơi game được 10 phút lên hẳn 12 mạng điểm sô cô la các ông ơi. Where is my target? Ayo, what's up, xin chào anh em quay trở lại với Thế giới Mobile Legends ở channel của Tô Mỡ. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với Natalia, sát thủ thời không. Nhưng ở trong cái video clip có thể nói là mang đến gọi là cái sự gieo rắc cho một thành viên bên phía của team bạn. Vậy trong trận đấu này, thành viên nào sẽ bị gieo rắc đây? Đây các ông ạ. Đây rồi các ông ơi. Vâng, ngày hôm nay là Mỡ sẽ mang đến cho anh em đó chính là lại một lần nữa về Natalia. Một trong những cái vị tướng sát thủ sinh ra để đào đường. Cầm cho mình đó là cái nội tại liệt kích của cái đôi giày đào đường. Để mà gieo rắc đến cho các thành viên bên phía của team bạn. Thì Natalia về cơ bản đây là cái vị tướng sát thủ nổi bật theo cái lối chơi hỗ trợ đảo đường, chứ không phải là một cái vị tướng mà anh em sẽ để phải đi đường kinh nghiệm hoặc là đi rừng, anh em hiểu không ạ? Riêng con Natalia thì nó sẽ tương đối giống với Selena sẽ cũng là một cái vị tướng sát thủ đảo đường, nhưng nó sẽ theo thiên hướng đảo đường hỗ trợ. Và Natalia cũng là như vậy. Đây là cái vị tướng mà không phải sinh ra để đi đường. Và nếu như muốn pick Natalia thì team của anh em sẽ cần phải có một cái vị tướng cực kỳ là cứng cáp ở đường kinh nghiệm. Đó là ở trong trận đấu này rất may team có Gatot Kaka vào đây. Ôi rồi ôi lại bớ được vào vị trí của đó là Moscow rồi. Mặc dù là có cái vị tướng Estes bảo kê nhưng mà bảo kê thì kệ chứ, Mỡ vẫn chăm sóc đều đến từ vị trí của Moscow. Vâng, ở trong trận đấu này thì có lẽ là anh em cũng đã biết là Mỡ đã khóa vào ai để mà đi ganh rồi. Đó chính là xạ thủ Moscow bên phía của team bạn. Và vừa sau Mỡ cũng đã có được cho mình đó là tới mạng hạ gục thứ 2 ở trong cái game đấu này. Nhưng mà để mà nói về cái việc gọi là đi ganh Moscow thường xuyên thì không phải lúc nào chúng ta cũng mất dạng trên bản đồ và chúng ta ganh được đâu. Đôi khi chúng ta sẽ phải lộ diện đi các cái đường khác để mà cho Moscow nó nghĩ là à, thằng này nó không ganh mình nữa rồi, nó đi đánh nhau rồi, thì lúc đấy chúng ta mới đảo đường đi được anh em ạ. Rồi, và ở đường trên là đang có giao tranh rất căng thẳng. Mỡ đang thấy Matic của team bạn đang quẩy trong đội của team Mỡ, nhưng ui, cả Lance, cả Gatot, Kaka team Mỡ nó đều lên tanh các ông ạ. Thế thì team bạn đánh nhau kiểu gì đấy? Ở trong cái bối cảnh nếu như mà team của chúng ta có những cái vị tướng tanh đủ kiểu như là Lance, kiểu như là Gatot ý, thì hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng Natalia đi đảo đường. Bởi vì Natalia đi đảo đường thì nó chỉ có sát thương mà thôi, chứ nó không có khả năng chống chịu đâu. Ok, một cái lượt thông báo nhờ Lance xuống đường dưới giúp đến từ vị trí của Mỡ, bởi vì đường dưới chỉ có một mình Bruno, anh ta solo lane thôi là tương đối khổ. Bởi vì team bạn ở dưới này tập trung tới 3 thành viên, có cả Lunocker. Và Lunoc có mặt ở đây cứu trợ đồng đến từ vị trí của Lance, nhưng Lunoc đã bật chiêu cuối dạng ánh sáng à? Đây chính chiêu cuối dạng ánh sáng này. Túc biến đi đến từ vị trí của Lunoc, nhưng Mỡ đã kịp dựng bom khói lên và Moscow gắn Mỡ. Ôi, thằng Moscow sinh ra là để Mỡ counter nó rồi anh em ạ.
Bây giờ con Moscow nó là cái con chỉ thuần về đánh tay, mà cái con Natalia thì nó lại có cho mình đó là cái gì anh em? Nó lại có cho mình đó là cái khả năng gọi là đập bom khói ra và miễn nhiễm toàn bộ đòn đánh thường. Thế này thì chơi kiểu gì ấy anh em? Úi ôi ôi, Moscow gọi là đẻ ra là đã bị Natalia counter như thế này thì thôi. Tầm này thì Moscow chỉ có đi bụi rồi, đã thế lại còn bị tôi găm nữa anh em ạ. Ây ạ, ôi, tôi lùi. Ok. Rồi, chúng ta sẽ biến về, chúng ta hồi lấy máu và sau đó chúng ta sẽ quay trở lại cái đường dưới, vốn là cái đường quen thuộc của chúng ta nha. Moscow vẫn còn cần phải chúng ta thăm hỏi nhiều. Ở thời điểm hiện tại, anh ta đã phải lên bàn điểm số tới 3 lần khi bắt đầu với chỉ điểm sáng phút thứ 4 rồi. Và mặc dù team bạn trong trận đấu này là có sự hỗ trợ đến từ Estate cho Moscow, nhưng về cơ bản là tôi có gán đâu, cứ thấy Moscow là tôi lao vào thôi. Khả năng dấu sát thương của mỡ ở thời điểm hiện tại nó cũng đã là có rồi. Để xem nào. Chưa thấy Moscow đâu cả. Không biết thanh niên này dàn nhà đi đâu rồi, hay là vẫn tiếp tục đứng ở lane nhưng mà đứng trong bụi. Nhưng mà mỡ sẽ gọi là ra đường giữa để cho Moscow nó thấy mặt mỡ đã anh em nhá. Dọn dẹp cái đợt lính đường giữa này một cách rất nhanh chóng. Đấy, sau đó là sẽ đi vào bụi để mà rơi vào trạng thái ẩn thân. Không thấy Moscow đâu cả anh em ạ. Ui, thanh niên này gọi là bây giờ đánh cẩn thận nhỉ. Đánh nó gọi là bó cẩn. Không biết ở đâu rồi. À đây. Ông ý ở đây, cứ từ từ bình tĩnh. Chắc là thằng người Moscow nghĩ là mỡ đi đánh nhau nhưng mà ôi rồi ơi, em chỉ thuộc về chàng mà thôi. Mạng thứ 4 rồi. Và đây cũng là mạng thứ 3 của tô mỡ trong cái trận đấu này. Moscow đã phải lên bàn điểm số. Phía bên kia thì mỡ đang thấy có Matisse. Ui, thậm chí là Lunox, nhưng mà mỡ sẽ bớ Lunox trước. Một combo Lunox lên bàn điểm số. Bởi vì anh em đi nhớ rằng là trong cái lúc mà mỡ la vào đến từ cái chiêu cuối áo ảnh cái chiêu cuối ám sát đi, thì cái con Natalia này nó sẽ kích nội tại. Hay là bất kỳ khi nào mà Natalia nó đang ở trong cái trạng thái lờ mờ như thế này này, thì đòn đánh thường tiếp theo của Natalia nó sẽ kích nội tại. Cái nội tại đó nó sẽ gây chí mạng cực lớn, kèm theo đó là câm lặng. Anh em hiểu không? Mà một khi mà đã câm lặng nhá, thì chúng ta sẽ không thể làm gì được cả. Chúng ta sẽ không thể dùng được skill và chúng ta cũng sẽ không thể bật được bất kỳ những cái trang bị nào cả. Ngay lập tức một tình huống gọi là lại lao vào để căn trộm đến từ vị trí của Tom. À không, để kết liễu Matisse đến từ tô mỡ. Và đó là cái mạng thứ 5 đến từ tô mỡ trong cái trận đấu này anh em ạ. Đấy, thì khi mà chúng ta lao vào như thế chúng ta sẽ câm lặng. Đấy, cái câm lặng nó rất là thú vị nhá. Đôi khi anh em bị câm lặng là anh em không mở được cung thần phong đâu. Tức là cái món trang bị giúp cho cái vị tướng Moscow có thể tự bảo vệ được bản thân anh ta. Đấy, ui, cho nên tầm này là nói thật với anh em là Moscow sinh ra là bị Natalia nó counter hết rồi. Sinh ra là dành cho Natalia rồi anh em ạ. Ok, cách combo của cái con Natalia này thì anh em lưu ý là chúng ta lúc nào cũng phải đứng ở trong bụi để mà rơi vào trạng thái tăng hình. À đâu, trạng thái ẩn thân như anh em đang nhìn thấy. Bởi vì cái địch có thể thấy được chúng ta nếu chúng ta đến gần. Đó, anh em thấy chưa? Đó, nó thấy ấy, có cái dấu chấm than trên đầu. Nhưng không, cái vấn đề đó là nếu như cái địch không có những cái kỹ năng định hướng ấy thì nó sẽ không thể nào bớ vào Natalia. Đấy, còn ở đây thì ôi rồi ôi, từ từ anh Moscow ơi. Câm lặng một lần, câm lặng hai lần, lướt, úi rồi ôi. Và đó là cái mạng hạ gục của Bruno thì phải. Mỡ là người tham gia hỗ trợ và vẫn nhận được cho mình 180 vàng ở trong cái pha xử lý vừa xong. Moscow đi bụi lần thứ 5 ở trong trận đấu này. Úi rồi ôi, lại còn bị một thằng chơi cái con Moscow nó đã khổ rồi nhá. Lại còn bị một thằng nó găm như thế này thì lấy đâu ra đồ để mà bắn. Vâng, giao tranh sẽ được diễn ra ở đường trên. Moscow khả năng cao cũng được hồi sinh rồi mà thôi, để nó ở đường dưới. Mỡ sẽ đứng ở đường trên để mà chuẩn bị tham gia giao tranh với team. Rồi, cà khịa con Lunox một tí này, ép nó bật chiều cuối dạng ánh sáng này. Ok, có lẽ là không vào được ở trong cái góc này rồi. Team bạn tập trung ở đây hơi đông. Thằng Matisse trong lúc nó mùa cái chiêu đấy thì nó đang được miễn nhiễm hiệu ứng khống chế. Anh Matisse lên bảng rồi, thế thì để mỡ. Ui dồi ôi, nhảy vào một cào tiện Estate lên bảng điểm số. Ở đây là có cái vị tướng Lunox ơi, đang đánh nhau như thế này, không biết anh Moscow nhà mình. À đây, Moscow. Ôi dồi ôi, thành niên Moscow làm quả nhảy ra thì ôi dồi ôi luôn. Và thế là Moscow lại lên bảng điểm số với đồng đội của anh ta cho nó đủ. Thế thôi mỡ, đổi mục tiêu sang ba đang. Một cào ba đang lên bảng điểm số luôn. Thôi trận đấu này team bạn nó tuyệt vọng rồi anh em ạ. KD ở thời điểm hiện tại nó đã kéo dã lên đến cái con số là 13-4, vượt trội hơn team bạn tới 9 mạng hạ gục ở trong cái game đấu này luôn. Đấy, bây giờ nha, team bạn bị chênh lệch về mạng hạ gục. Xạ thủ thì không được chơi, không được farm như thế này thì thôi đánh đầm cái gì nữa ạ. Ôi trời ơi, cuộc sống nó vốn đã khắc nghiệt rồi, farm mãi còn chưa có đồ,
bây giờ lại còn bị có một cái thằng nó cứ đi ganh, à đâu, có một cái con nó cứ ẩn thân, nó cứ đi ganh, cứ đi đây 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 anh Moscow của em ơi đấy bằng cả trụ hạ gục đực luôn. Và sau đó thôi tôi xin lỗi, tôi có làm gì đâu. Ê, ui cái chung của nó xa thế, ui rồi trong tiếng tìm bạn tập trung đông này. Cái mọ chắc là hình như tôi gây hấn với hơi nhiều người anh em ạ, thôi không sao. Ok, đường dưới đánh nhau, nhưng tôi lại không thấy có ông nào ở đường dưới cả. Khả năng cao có thằng nào ở đường trên, tôi nghĩ thằng Moscow nó lẩn vẩn ở đường trên thôi anh em ạ. Ôi, dùng chấm than. Ôi, hello, my friend. Thôi rồi, chịu anh em ạ. Tôi nghĩ là Moscow tầm này nên chắc là để cái điện thoại xuống, xong rồi ra ban công hít thở không khí. Chứ tôi nói thật với anh em, tầm này cầm cái điện thoại lên chơi để mà làm cái gì? Bởi vì cứ có một cái con quần đùi Natalia nó cứ đi rình nó ganh như thế này, chơi game mới được gọi là 9 phút thì ông đã lên bảng điểm số 9-10 mạng thì thế này thì thôi, tầm này thì giải tán quốc hội chứ đánh đập cái gì. Có một tình huống giao tranh ở đây, mợ sẽ lao vào. Một tình huống vét được thành công, đó là Matisse shut down đi được anh ta. Matisse là người chơi xanh nhất bên phía của team bạn trong trận đấu này, và cuối cùng anh ta cũng đã bị shut down rồi. Phút thứ 10, mã hạ gục ở thời điểm hiện tại đang là 19-9. Bản thân mỡ đóng góp 10 mã hạ gục. Và trong số đó Moscow đây rồi Moscow đây rồi. Sao mỡ cũng lao vào cả. Hay lát. Úi dồi ôi. Hay. Tôi không sao, mỡ phải lên bản điểm số mất rồi. Cái tình huống vừa xong là hơi lát. Mỡ lao vào mỡ cào, nhưng mà tự nhiên cái con Natalia nó đứng yên ý. Thì mỡ đang không hiểu kiểu gì trước cái tình huống lao vào hai lần câm lặng là cái con Moscow đi bụi mất rồi. Hơi tiếc anh em ạ. Nhưng không sao, team mỡ vừa xong ở tình huống mà mỡ đang lên bảng điểm số cũng đã ăn đi được cho mình, đó là cái con Lord này. Và Lord được triệu hồi mang theo đơn lính được cường hóa ở đường giữa, đây mới chỉ là Lord tính mà thôi. Sẽ có một tình huống ép giao tranh và mỡ phát hiện ở đây là có Moscow. Ui, ít bóng kìa, lên bảng điểm số, mỡ kịp dựng bom khói ra và né đi cái lượng sát thương đến từ ba đàng. Và sau đó quay ngược trở lại, một cào hai cào tiễn ba đa, và kèm theo đó là cấu đi Esten một lượng máu đáng kể lên bảng điểm số. Và ui dồi ôi tôi làm cái gì ông đâu, kiếm cái thằng Mati để đánh cọc nhở. Trận đấu này tôi chỉ đi bắt nó một hai lần, tôi chỉ đi bắt thằng xạ thủ bên phía của team nó thôi anh em ạ. Cày thật đấy, nó cứ rình nó đi bắt mình. Rồi thằng này đi farm anh em nhà, rồi tôi xin cái con ấy thôi. Rồi tiếp tục nấp bụi để chờ kèo. Cái trận đấu này chúng ta chỉ đi nấp bụi thôi. Và mục tiêu của chúng ta nếu như anh em đã xác định được ấy, nó chỉ có một ý thì rất là dễ đánh, đó là cái vị tướng Moscow ở đây. Để xem nào, ui dồi ôi, mở cung lên làm gì bạn ơi, mở cung lên làm gì, bạn mở cung lên thì mình chờ hết cung rồi bạn vào, bạn chưa mở cung thì mình cũng vào, bởi vì lúc mình câm lặng bạn đâu có mở cung được đâu. Ê, đến khổ anh em ạ. Rồi và ở đây là có cái vị tướng, ui Lunak đây ở trong trạng thái mỏng manh dễ vỡ nhất ấy. Nó toàn thiếu đam nhỉ. À cứ mất, nó toàn thiếu cái tâm thi triển nhỉ. À nhưng thôi không sao anh em ạ, dù gì đi chăng nữa Lunak cũng đã phải lên bảng điểm số. Mã gục thuộc về cho đó là cái vị tướng Lancelot rồi. Ok, trong lúc team mỡ đang ăn cái con lót thứ 3 trong cái game đấu này thì mỡ lại một lần nữa rình rập con cá mập. Và ui dồi ôi, thằng Matisse nó lại đi lùa mỡ anh em ơi. Nhìn con Matisse này một cục xúc thế, đánh nhau ở đứng giữa đi, mỡ không đánh nhau đâu. Ui ba đang nhảy ra đánh nhau rồi kìa anh em ơi kìa. Ui ba đang quy sinh luôn, Lunak và Estes ra đánh nhau theo Moscow đâu. Đây rồi, Moscow đây rồi. Đơn giản như đan dầu, nhiệm vụ dễ anh em nhở. Đấy, cách mà chúng ta chơi Natalia đây anh em ạ. Anh em mới học được cái kiểu này chơi của top mỡ thì thề với anh em luôn. Là mấy cái ông xạ thủ đúng là chỉ có khóc thét chứ tầm này chơi bời cái gì. Trên toàn bộ video clip mà mỡ muốn chia sẻ với anh em về em Natalia đi tìm Moscow. Và nếu anh em thấy video clip này thú vị, đừng quên để lại cho mỡ một like đăng ký kênh nha. Peace.